anh không thèm kéo mất vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi đánh mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè, tao nói mày nghe. Đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà lì lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa? Mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày à, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì? Tao nhậu. Để lắm. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần, ông kiếm tiền gì nuôi vợ con. Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì? Hả? Có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Không nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. À. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới nơi là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nè. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi, bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Ha? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiều đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Bỏ gì? Trời ơi, tao nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Mày dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha! Đi!
Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiêng tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiêng kiệu. Đi ra đây anh. Đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Không, một mình một nhà muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửa nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? À? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? À? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nghe. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra, chạy chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Đó, chạy chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Ờ, đúng. Người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Ờ. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rau, rau, rau. Ăn tươi. Nhậu đi. Ăn tươi, ăn tươi. Ăn tươi. Ăn tươi. Ăn tươi có nhậu không anh tươi? Ăn tươi. Kia. Ăn tươi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho rồi xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ hả mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó anh... quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê tao nói nghe nè Đực. Gì? Kỳ quá à. Tôi kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi. Giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi. Nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên. Ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Gì quá à. Cái gì? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, trời ơi. Mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bái. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư. Vậy sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà
tí tay với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu chết cha mày rồi. Tò té bà nội mày. Anh hai làm gì mà té? Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tao kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày ra đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó trúng độc đắc. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ vé số. Ba gì? Mày để đâu? Ba tờ vé số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? Ba tờ vé số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quý. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, mà trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán cái số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi, em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị, xong rồi chị đá xong phía bát. Anh dâng dính lên trên tường, té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị. Chị tán thêm hai bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi. Ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi. Hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi. Trời ơi. Anh hai này. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi. Trời ơi. Đây em. Trời ơi. Có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation vừa mới gửi về ông, để em xích cho anh nha. Trời ơi, này nó cái hộp nó lấp lánh thì mới là hộp thiệt nha. Đó. Người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết cái đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chúng. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì gì? Đọc coi chúng dạ, không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Xin lỗi. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ, có điều có số 0 hết. Dạ, không. Không, có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi. Không, 221. Ê, ta trúng rồi hai ơi. Không, 221. Mày sẽ là đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi.
Vậy là chết đó hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Trời ơi, mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nói nghe nè, thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, yên tâm, tao nói cho mày nghe nè, được. Ê, Ngọc. Tao nói cho mày nghe nè, nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ, 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm lấy gì? Tiền làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự đặt vô. Ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự tự nhiên lại lấy cặp bự treo toàn tèn đi ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhói nhả một hồi à. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi, về đi. Có tiền muốn nói gì nói nha mày. À, đi về. À. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ nó không cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ. Đi lãnh vé số. Ê. Nhớ là bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận, nhét vô đây. Hợp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi, bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ừ, đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ, uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi, uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Đó đi. Uống, uống, uống ha. Uống đi. Ê. Ừ. Phê. Ráng uống nữa. Tờ vé số này, ba tờ này là của mình, mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao, tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Nó không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ vé số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu? Chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kia. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà lão nằm sai xỉn là một đống vậy nè. Dạ. Thiệt bực mình nè.
Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Từ hồi bây giờ muốn để chỗ nào vậy? Cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. Sao 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết, con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi, mày lo kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái dấu chiếu. Chừng đi. Quét. Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ, ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này chỉ có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Dù không ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nói có sách, mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à? Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cổ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó. Tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Chị Tư, chị làm gì vậy? Heo mi. Chị Tư, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời
Trời ơi, anh tôi đến đỉnh vậy rồi. Mới nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được ba tờ giấy sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám 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 dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị. 6 tỷ này chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ nó đâu về ta. Đây. Nè. Ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư. Tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ. Em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư thì anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu anh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi chị mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, thôi, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Trời ơi, ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Anh Tư. Ê, tỉnh như chưa? Hai gì? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Vâng, nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ? Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giá số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì... Tết đi nè, anh cũng đi chơi, đi chơi nè. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây đây làm chi nữa? Đi, đi, đi. Đi. Anh cứ đi đi. Đực. Hãy. Đực gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Mình. Cái trời ơi. Đồ cái thứ. Cái thứ thấy người sang bắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho. Mà phải là do chị Tư cho. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng. Ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt rồi. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai, chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai ơi, chị Hai. Ê, con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nè. 60 tỷ, mày nói mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi? Sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì? Lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám. Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi chồng con. Mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Chị vô gì nghe. Tôi đang nói gì nào vô mày cho nó ai vậy? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại sao dạ, xuất dạ hiện đây? Trời ơi chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ đó chị. Cái gì? Dạ. Quỳ Sơn.
Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận lên đền rồi. Ông chưa sợ tôi hả hai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Vũ không? Trời ơi. Tết bởi vì mình kìm hãm thú tính lại, mùng ba mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quánh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ được rồi, nghe lời mày tạm tha cho ông đó. Quánh cho bỏ tật nhậu ngồi vậy. Rồi vậy đi, bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó, chào con về. Dạ rồi. Làm gì như mắt bố vậy? Trời sợ quá, hôm bữa dọn cơm trễ có 5 phút mà ảnh chửi con nửa tiếng. Xong xuôi hết rồi đó, bưng lên đi. Dạ, con lệnh mẹ. Trời ạ. Mày làm gì ẻo qua ẻo lại vậy? Dọn cơm cho chồng ăn mà làm cái là dọn cho vua Càn Long ăn bằng. Thì đó, mình phải dọn vậy cho nó có ra vẻ cung đình. Má biết không, con phải dọn vậy làm cho người ăn người ta cũng thoải mái. Thí dụ mì mà cọng nó dài nó dai, người ta không cần nhai nó nuốt luôn mà cũng không bị mắc cổ. Tao đầu mày quá mày ơi. Sao vậy? Hồi còn ở Việt Nam á, dạ? Mày ở Sa Cảng bán trà đá. Trời ơi. Mày nổi tiếng là dữ chằn nhất ở đó. Tuần nào tháng nào cũng có người mướn mày đi đánh vẹt. Trời ơi. Vậy mà qua bên đây cái tự nhiên cái đổi tánh nết ngang xương. Chồng gì đè đầu bóp cổ mày cũng im lặng. Nhiều khi á tao nói thiệt mày tao thấy tao tức ói máu luôn. Thôi mà máu có nhiêu mày đặt ói chi để dành sạch. Bỏ này. Không có, con lo cho sức khỏe của má. Tại con thấy má ốm mà ra nguy hiểm lắm. Má ơi, nhưng mà má dạy con bộ má quên hả? Má nói gì nè con ơi, nếu mà lấy chồng phải làm dâu hiền vợ thảo thì chồng con bắt nạt con chút xíu có sao đâu má. Trời, chút xíu nói làm gì? Đằng này tối ngày nó cứ la mày, nó cứ nạt nộ mày hoài ha. Có mặt tao mà nó có nể gì đâu. Riết rồi nó coi mày giống như là con ở vậy đó. Mà nó coi mà như con ở cũng sao, ngặt nổi là nó coi tao như má con ở. Thì đúng rồi, nếu mà con là con ở thì má là má con, thì má má con ở chứ không lẽ má của tổng thống. Mày còn bên đó nữa hả? Dạ không có, thì con thật lòng lắm, con nghĩ sao con nói vậy à. Má ơi thôi mà, má đừng có buồn mà. Má má không nghe người ta thường nói sao? Nói vậy. Người ta nói vậy nè, cây quýt trồng ở Giang Đông thì ngọt, mà mang qua Giang Nam thì nó lợi chua lè. Tao nghe mày hát cái tao thèm me quá trời ơi, chua thiệt á. Nói không được sao là bài, đã hát hát làm gì? Con hát đi con vuốt giận má mà. Má ơi, cũng giống như má nói con á, lúc sống ở Việt Nam con dữ như con cọp phải không? Chứ còn gì nữa? Cái tự nhiên qua đây cái con đổi con hiền như ma sơ vậy đó. Má chứ không lẽ má muốn bên kia con đánh ghen mướn qua đây con làm trùm băng đảng làm sao? Trời ơi, con thay đổi được vậy má phải mừng chứ sao má cứ buồn vậy vậy? Không buồn sao được. Ôi dạ. Phải chi chồng của mày á, nó trẻ, nó đẹp trai, nó có tài đấy. Thì sao tao nói làm gì? Nói hoài. Đó mày coi đó. Ừ. Trời ơi, nó già cốc khu đế rồi. Lấy tao này còn già chứ đừng nói chi lấy mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời
không nhận, má nói con mới nhớ nha. Lúc đó con vào lúc ổng mới Việt Kiều về nước đó. Trời ơi, cái người diện nhất là má nè nha. Trời ơi, trời ơi, sao mà bà đi bà quất cái đầu bung dễ sợ luôn, bung mấy lợn luôn. Trời ơi, cái mau quất đỏ, đỏ chói đỏ mà giống như người ta quánh 8 năm mà nó chưa phai màu vậy đó. Trời ơi, cái mang đôi quất đi toàn then, sao ổng vô, ổng chào má, cái anh cha lật kèo cho cưới con. Cái tự nhiên hai má con thành tình địch với nhau. Bởi vậy tao mới tới. Thôi thôi mà tức chi, tình địch của má cũng là con gái của má, cứ coi như là tình má mài duyên con đi. Mày nhắc á tao mới nhớ, của đời muôn sự xài chung mà. Bây giờ mày nghe tao nói đây nè. Nói đây. Mày có nhớ không? Dạ. Hồi lúc mà tao thấy làm lạ nha. Sao? Phải chi chồng già vợ trẻ cho lẽ nó sợ mày chứ sao mày sợ nó. Trời ơi, ảnh gì mà già gì má. Sao không già? Hơn má có 6 tuổi chứ nhiêu mà già. Mày nói, tao nhớ lại hồi lúc về Việt Nam nó hỏi cưới mày. Sao má? Lúc đó tao hỏi nó nhiêu tuổi. Dạ. Nó nói 65, tao mừng quá tao mới gả mày cho nó. Tới chừng dài ở cái lòi ra nó mới có 60 à. 60 còn khỏe quá. Ý nói vậy là sao? Thì chừng nào mày lấy chồng khác được. Trời đất ơi. Trời ơi, định nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi con nói má nghe, ổng nhiều thứ bệnh lắm. Ông này sống không có lâu đâu, con nghĩ không có qua nổi con trăng này, con nói thiệt. Nhưng mà Mai à, bây giờ á tao quen miệng rồi đó. Dạ. Chứ còn hồi lúc mà mới cưới về tao nói thiệt mày, mỗi lần nói chuyện với nó. Dạ. Nó kêu tao má. Dạ. Tao kêu lại bằng con. Trời ơi, tao nói thiệt, gai ốc tao nó nổi cùng người. Không sao đâu, gai mà nó nổi lần đó rồi nó gãy mai mốt không còn gai đâu nữa nổi. Mày nghĩ coi, tao thua nó 6 tuổi mà nó kêu tao bằng má. Dạ. Tao tổn thọ quá mày ơi. Có gì đâu tổn thọ, con nói má nghe, cưới vợ trẻ thì người ta mới chịu khó người ta về Việt Nam. Ừ. Chắc trời đất ơi, cưới vợ già rồi điên chi cho tốn tiền vé máy bay. Ôi. Con nói má hỏi hết mấy ông này đi về bển là toàn là quốc trẻ trẻ không à. Cho đem lớn tuổi qua đây tốn tiền thuốc thêm chứ làm gì. Nhưng mà theo lẽ đó, cưới vợ trẻ thì phải cưng yêu, phải chiều chuộng vợ chứ. Dạ. Đâu có quyền ngạt ngộ. Con nên biết cái xứ Mỹ này đó. Dạ. Là cái xứ tôn trọng nhân quyền. Ừ. Chồng chúa vợ tôi á. Ừ. Là vi phạm nhân quyền. Biết rồi. Phải không? Dạ. Nè, dạ. Con biết không, má qua nhà mấy người bạn má chơi. Dạ. Má thấy nhà nào cũng vậy hết á. Ờ. Con biết. Nè, hễ mà vợ nấu cơm á. Dạ. Thì chồng rửa chén. À. Mà vợ giặt đồ á thì chồng lau nhà. Hay mà ấy hãy vợ đi casino á thì chồng đi nhảy đầm. Vậy nếu mà chồng bán nhà thì vợ lo mu đi. Nói vậy làm sao? Thì vợ đi đánh bài mà chồng còn đi nhảy đầm thì tan quan thôi, bán bà nó đi cho tao nhà băng mu đi cũng vậy. Không phải, ý của tao nói là chia sẻ cái công việc nhà với nhau. À, con hiểu rồi, tại má nói không có rõ đó, tự nhiên hai chồng ăn chơi hết không được đâu. Chỉ có cái nhà này là khác với người ta hả? Sao khác vợ? Thấy vợ nấu cơm á thì chồng ngồi coi phim bộ. Mà vợ lau nhà cái nó leo lên giường nó nằm ngủ, không có công bằng, phải dùng lên. Má kêu dùng lên mà con gặp mặt chả con xẹp mày á, nó rồi dùng. Xẹp cái gì? Mặt không thấy ghê quá. Mai à, con phải nhớ, gia đình của mình á là gia đình gia phong lễ giáo. Dạ. Có truyền thống lâu đời. Dạ. Không có thể để người ta coi thường được. Gia đình mình chuyên bán trà đá với truyền thống gì má? Cái cô nhỏ này, truyền thống của nhà mình á là từ thời ông cố nội để lại. Đâu xa quá. Có nghĩa là sao? Đàn bà phải nắm quyền trong gia đình. Ờ. Nam hiền nữ dữ. Dạ. Nhớ đừng để mất mặt dòng họ nghe chưa. Con biết rồi mà ông cố nội chết lâu quá rồi không biết ai nhớ không. Mày sao? Sao đâu. Má nhưng bây giờ má kêu con dùng lên là bằng cách làm sao? Bây giờ mày không cần bưng cơm rót nước hầu hạ gì cho nó hết. Không được đâu. Sao vậy? Dạ. Sao không được? Ừ. Nè. À? Nó đi làm về có đói bụng hả? À? Tự xuống bếp lấy đoạn rang. Không được đâu. Sao không được? Nó nói ngang mày cãi lại liền. Này không được đâu. Tao nói được. Nói được nói tiếp đi. Nó đó. Nó mà nói mày cái gì đó. Ừ. Được rồi có tao nè. Yeah. Tao xử nó mày đừng có lo. Trời cái này. Tao cái gì tao cũng làm được hết. Chửi nhau đánh nhau tao với mày xử nó luôn. Này làm không được đâu. Tao làm được. Tại con biết mà. Con biết má con giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết trơn á. Mà má ơi con nói vậy. Má nghe nè, má giận má nói vậy thôi. Ừ. Chứ cái câu mà má dạy con á là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong, con đâu có quên được hả má? Con đến tiết hạnh khả phong mà con có hiểu nghĩa đó không? Không. Không biết. Thì tại vì má nói mà chưa giải thích. Nghe má giải thích nè con. Dạ. Tiết hạnh khả phong có nghĩa là chồng chết mà mày ở giá suốt đời. À. Không có tái giá, không có mê trai, không có đi lấy chồng khác mới gọi là tiết hạnh khả phong. Biết rồi. Chồng mày còn sống lù lù đó mà tiết hạnh gì? Dạ. Tiết canh thì có.
chồng con thích tiết canh lắm, chiều nay mình làm cho anh ăn được không? Cái cãi đó. Quên. Bị lộn, bị lo cho chồng riết bị liệu. Nhưng má đây. Sao? Má mới là tiết hạnh khả phong. Trời ơi. Con có nhớ hồi lúc ba con chết á, má được nhiêu không? Không. 20. Đúng rồi, lúc đó cũng không biết, bị má nói là ba chết lúc con còn nằm trong bụng má. Ờ, tao quên ha. Dạ. Con coi đó. Má ưa quên lắm. Trời, má già cả rồi hay vậy? Con nhớ hôm lúc dạ. Ba con chết má mới có 20. Dạ. Vậy mà má ở vậy tới giờ. Ồ. Phải chi mà cái thời trước đó dạ. Là vua đã ban cho má 4 chữ tiết hạnh khả phong rồi đó con. Trời ơi, công nhận vua có mắt ghê mà bị ông chết lâu quá rồi ông ai không. Cái con này. Má. Mày chấm tao hoài ha. Yên tâm đi, con sẽ phong cho má, con biết mà. Mà má ở lúc đó má có kể con nghe là má có mấy ông kép ở Phú Lâm phô má. Ờ. Rồi ông quen sao rồi dần lên đá xuống lừa qua suốt lại mới chả bỏ má hết phải không? Vậy là ế chứ đâu phải cố tình ở giá. Ờ. Mày đó nha. Thành ra bốn chữ đó lấy lại chứ sao đưa được. Thì có kép, có kép. Nhưng mà miễn mình giấu kín không ai biết thì thôi. Trời đất ơi, trời nha. Dạ. Má nhắc lại từ bữa nay dạ. Mày không có thể để cho nó áp bức được. Phải dùng lên biết chưa, nhớ chưa? Không biết rồi, con sẽ ráng nhích lên chút. Tao biểu mày dùng lên chứ gì mà nhích. Dùng không được, nhích một chút còn đỡ hơn không nhích. Phải dứt khoát, dạ. Dứt khoát nhớ chưa? Rồi. Nó mà cà chớn á, tao bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, nó nói gì? Hả? Ủa không phải, mày quên, mày bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, má ưa lộn chết người lắm á. Rồi lộn chỗ đó là mất tình mẹ con á. Bây giờ tao, cái thương thì thương chứ mấy cái đó không động được á. Chết rồi má ơi, chết về rồi kìa má ơi, trời bây giờ sao má chung má hơi lạnh vậy vậy mày? Trời ơi, dòng con hả? Hồi nãy tao mới dặn mày cái gì? Dùng lên à, nhớ rồi, không có để cho ảnh cởi đè đầu cởi cổ được. Ta phải dùng lên sau chuyện này, ta phải dùng lên. Tôi nói thiệt với anh à, tôi nói thiệt với anh. Anh về. Anh à, dạ thưa anh, đi làm mới về. Trời mày. Dạ. Đúng rồi. Em rất thích đang cơm mà anh ơi, anh làm về chắc đói bụng em dọn cơm anh ăn ha. Trời ơi, con gặp mặt ổng rồi, con quýnh ở đây. Anh ơi, ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Tới giờ ăn cơm rồi, chồng về là phải có cơm liền cho chồng thôi. Mà mình ăn uống là mình phải kỹ lưỡng thôi, đó. Bà làm cái gì á? Lộn, cái này phải thả xuống đây một chút. Bịch lên cho anh ta tưởng sắp bị xử bắn. Anh ơi, đùa. Đó, vợ là phải chăm sóc như vậy đó. Là phải kỹ lưỡng đó. Má. Gì vậy má? Má ngồi đi má. Thôi, bữa nay nực quá. Ăn uống gì cũng vô. Nực quá sao má không đi tắm đi? Ờ đúng rồi. Đi tắm đi má, nực tắm má. Con không có nói gì chứ nè. Nuôi nó mấy chục năm bán trà đá đi nuôi nó, đẻ ra vậy đó. Chưa bao giờ được nó hầu hạ một ngày như vậy. Con gái là con người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về. Má có con gái thì má biết một ngày nào đó nó phải đi nâng khăn rửa túi cho người khác mà. Thắc mắc làm chi má? Nâng cũng nâng vừa vừa thôi. Nâng quá có bộ không được à. Dạ. Không có miệng kêu hay sao làm gì lắc chuông. Làm với gia đình quý tộc lắm. Kệ vậy cho vui má. Cái chị vậy vui lắm nè. Bữa ảnh vừa lắc xong cái mấy đứa qua nó mua cà rem con. À anh biết rồi. Anh muốn uống nước không? Nhìn là biết rồi. À, anh ơi, uống bò hút với Coca. Bò hút? Nhìn biết mặt rồi biết uống bò hút rồi. Bò hút riết bởi vì cái mặt cũng như. Anh cho em hỏi bò hút có khi nào giả không anh? Nói vậy là nghĩa là sao? Thì thế vì thấy uống bò hút nhiều quá mà sao hút không có nổi. Nói vậy là nghĩa cái gì? Nghĩa cái gì? Đâu nghĩa? Cái vụ đó. Nói má nghe được má cười anh bây giờ. Tôi cấm cô không được nói cái chuyện bí mật quốc gia đại sự đó nghe chưa? Nói chừng đó.
thì hút không được thì em nói hút không được, thì nào hút được mà em nói hút hút đến đi. Em biết rồi, em mời anh dùng món ăn thứ nhất em dành tặng riêng anh. Ngon anh ha. Trời ơi là trời. Gì vậy anh? Cô biết tôi bị tiểu đường hả? Dạ biết, bị mỗi lần anh đi rít rung kiến nó bu quá trời. Cô biết như vậy phải không? Cô biết như vậy mà cô còn nấu đồ ăn ngọt như vậy sao? Muốn đậu độc tôi hả? Không, sao nấu đồ ăn ngọt dữ vậy má? Nghĩ chắc má lỡ tay thôi anh. Em đổi món khác anh ha. Tại tại vì nhiều khi này ngọt quá, em nghĩ món này sẽ vừa miệng anh hơn. Cũng may á, có thủ sẵn cho ông Dục cho nó đũa đồ ăn. Thấy không? Vợ mà chu đáo là phải vậy. Ngon không anh? Đó. Tí nữa anh. Trời ơi là trời. Sao anh? Cô biết tôi bị cao máu không? Bây giờ nói mới biết nè. Hả? Cô biết tôi bị cao máu mà cô còn nấu đồ ăn mặn như thế này sao? Muốn giết thôi hả? Sao nấu đồ ăn chi mặn ấy? Anh em nghĩ chắc má lỡ chân ấy, quên rồi. Má lỡ tay, má bỏ muối nhiều nó hơi mặn. Anh ơi anh ăn món này đi, em nghĩ cái món này chắc là ngon hơn nè anh. Em cũng không có muốn làm phật lòng anh đâu. Dạ em mời anh, không sao đâu, cũng còn. Anh mời mời xơi. Trời ơi là trời. Nữa hả? Cô biết tôi bị cholesterol mà đúng không? Bây giờ nói mới biết nè. Muốn lấy chồng khác thì cứ nói nha. Biết cholesterol mà còn làm lấu đồ ăn béo như thế này sao? Má bộ dư mỡ lắm sao bỏ. Nghĩ chắc này chắc cũng lỡ tay gì á. Anh ơi, em nghĩ nhất quá tam gì ba cái, món thứ tư chắc vừa lòng anh hơn á. Không sao đây, em cũng còn cái. Chị này chắc được à, anh ơi đừng dùng cái này để em còn con đau rồi một á. Tôi cầm cho ông liền nữa không có đâu xài. Cô biết tôi bị đau bao tử không? Dạ giờ nói mới biết mà. Hồ sơ bệnh một đống về vô đọc đi. Em đâu có biết tiếng Anh đâu mà đọc. Ở đây, ở đây, đây. Gì vậy anh? Nè, đó. Này gì? Life insurance đó, dạ. Bảo hiểm đó, lấy đi. Này là... Đừng có giết tôi bằng kiểu này. Nè, anh đưa cái like xin ăn này nè, má lấy đi. Tôi vốn tôi không biết tiếng Anh mà tôi cũng biết người ta nói cái đó là không có phải đâu. Xin ăn cái gì? Trả lại người ta đi. Mà chả ma nơi ma không có lấy đâu. Hả? Cô biết tôi bị đau bao tử mà cô nấu chua cay như thế này sao? Dẹp đi. Anh ơi, anh đừng có giận. Má ơi, con biết đó là công 9 tháng 10 ngày má nuôi con cực khổ lắm. Mà bị gì lấy chồng rồi phải theo phe bên chồng. Không phải con bán đứng má đâu, mà nếu con không nói một mình con chịu hết, con đâu có ngu. Anh ơi, đồ ăn này không có phải em nấu đâu. Ai nấu? Mami. Ủa, tôi không chối, tôi nấu đó rồi sao? Hả? Tuyệt thực luôn cho trời đi. Mặn ngọt chua cay gì ăn cũng được thì tôi sống làm gì? Má để ý cho tôi dạy vợ tôi, má đừng có xía vô. Tôi cảm ơn anh, con của tôi dạy đủ rồi. Không có cần anh dạy nó. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đáo giang tùy khúc, anh... nhập gia tùy tục. Mỗi nhà nó đều có một cái luật lệ khác nhau. Má biết người đời người ta nói đó. Hả? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Má biết rồi thì má đừng có thắc mắc và đừng xía vô nữa. Má con tôi bắt lỗi anh thì thôi anh còn đòi dạy dỗ con gái tôi hả? Xin lỗi anh, tôi đâu có cần. Trời, nhưng mà tôi mà, anh muốn nói cái gì mà con của tôi là cái chuyện giá đi qua đây trời lên đó mày đó. Cái gì vậy Mai? Con xin lỗi tại vì con quýnh hết trơn rồi, con la sản chứ con không có la làng. Tại ai người làm con rối quá. Má ơi, em xin lỗi má. Hả? Con xin lỗi mình. Ây da, em xin lỗi anh quýnh hết rồi. Má ơi, má ơi, má thương con. Má ơi, anh già rồi, sống nay chết mai, lại đủ thứ bệnh ở trong người hết. Má ơi, má đừng la ảnh tội nghiệp, hãy để cho anh ra đi một cách thanh thản. Mày để cho tao nói chuyện với nó nè. Tôi hỏi anh, hồi đó về Việt Nam á, anh nói với má con tôi anh làm cái gì, anh nhớ không? Giám đốc.
giám đốc sở giao thông vận tải. Dạ đúng rồi. Anh biết con Mai của tôi nè, con của tôi nó trẻ đẹp như vậy nè, nó đâu có quẩn đâu, nó đang có người yêu, mà người yêu của nó đó là tài xế xe ôm. Trời ơi, vậy đó mà bắt bỏ người ta đó mà nó lấy anh. Thấy chừng qua đây tưởng sao anh làm gì? Tài xế taxi. Má ơi, tài xế xe ôm mà lên được tài xế taxi là cũng nâng cấp lắm rồi má. Mày còn binh cho nó nữa hả? Trời ơi, giám đốc hả? Tài xế thì nói đại tài xế đi, giám đốc cái gì? Việt Kiều nổ. Việt Kiều về Việt Nam mà không nổ thì về làm cái quái gì? Trời ơi. Nhưng mà có nổ để làm gì? Má biết chứ. Con nổ là vì con thương Mai, con thương má. Con muốn cho Mai và má nợ mặt nợ mày với làng trên xóm dưới. Đúng rồi anh ơi. Trời ơi má nhớ hôm bữa mà ảnh nổ anh là giám đốc, má con mình nở quá trời, má nhớ không? Trời ơi mặt không phải nở thường anh ơi, mặt em với mặt má nở thì là thét lét luôn anh. Trời ơi nó đi ra đường hai má con nắng lắm mà đâu có đội nón đưa lên gì cho nó nở ra. Trời ơi nó không nở mà một tuần sau nó đen như miên anh đó. Mày à, Việt Kiều như con nè, về bên Việt Nam đó, yeah. Bị gài vào một cái thế phải nổ. Trời. Không muốn nổ mà cắn răng mà nổ. Mấy năm trước còn về Việt Nam thăm thân nhân bên đó, người bạn bè thân nhân hỏi con, ấy Nghĩa ở bên mày làm cái gì? Yeah. Mình trả lời thất tinh, nói ở bên đó chỉ làm công nhân bình thường trong nhà máy thôi. Họ phá lên họ cười. Yeah. Họ chỉ vô mặt con là nói cái đồ xạo. Yeah. Tại sao Việt Kiều ở đấy ai về cũng làm giám đốc, sao còn mình mày làm công nhân bình thường là sao? À biết rồi, tự nhận mình làm công nhân bình thường ít lương để không có tiền cho quà thân nhân, cho tiền bạn bè chứ gì, đồ xạo. Má thấy đi, những thằng nói thiệt như con nè thì bị họ nói là nói xạo, còn những thằng nói xạo thì họ lại tin là nói thật. Thế thôi, nổ vô tư. Đúng rồi má ơi, anh phải vào cái thế anh phải vô tư nổ thôi. Anh phải, mày làm gì vậy Mai hả? Có làm gì á, không được thì thôi. Má anh ơi, còn cái chuyện này em không biết nổ hay có thiệt á. Hồi lúc anh mới cưới em, anh nói vợ anh bị xe cán chết rồi phải không? Đúng. Vậy sao giờ qua lâu lâu qua điện thoại tới phải chửi em đều đều á. Mai à? Dạ. Em ra đường mà em kiếm một thằng đàn ông nào mà gặp cái đẹp không xạo anh chết liền. Cha bộ nó xạo đều hết anh. Nhưng mà xạo nó có nhiều loại xạo lắm. Dạ. Xạo mà lường gạt tiền, lường gạt tình của người ta, đó là cái xạo hạ cấp. Còn anh, anh chọn cái xạo cao cấp. Trời. Cái xạo cao cấp của anh là làm cho người yêu mình vui, anh làm cho em vui lên thôi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa. Dạ đâu, em đâu có dám đòi hỏi đâu, em biết anh xạo cao cấp rồi, em đâu có nói gì nữa đâu. Anh ơi, em ái mộ anh quá, em thần tượng anh quá anh ơi. Không ngờ anh cái xạo mà... Ủa, anh Trang! Mới qua tới hả? Má không khỏe không em? Khỏe. Ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Anh tự lái xe tới. Ừ, lâu quá. Dạ thưa ba. Tiện đường đi làm về con ghé ngang con thăm ba. Dạ. Dạ con chào bác. Anh Trang kìa mắt. Dạ. Ngồi đó ăn cơm, cơm cháo. Cơm luôn. Wow. Gì? Bữa nay nhà mình đám dỗ sao nhiều đồ ăn vậy em? Người thường ăn á, dỗ quẩy gì? Ngày nào cũng làm vậy đó mà chê. Chê lên chê xuống không chịu ăn. Ai mà vô hậu dữ vậy trời. Thiệt tình. Chắc. Dạ. Ra đâu bảo mày. Dạ thưa ba kêu con. Tao đẻ ra mày, tao đặt tên cho mày có vần có điệu đàng hoàng. Dạ. Hả? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang. Thế khi nhắc đến Nghĩa Trang là người ta biết tao là bố mày. Dạ. Như vậy thì ơi, sao không đặt Nghĩa Địa luôn đi cho có vần có điệu hơn. Má ơi, Nghĩa Địa, Nghĩa Trang nó cũng giống. Anh ơi, em có ý kiến gì được không anh? Thế ví dụ hai chồng mình mai mốt có con, ba thằng mình đặt Bình Hưng Hòa đi. Anh để làm cái gì? Là nhắc tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là nó nhớ gia đình mình. Trang. Dạ. Mày kêu tao bằng cái gì? Dạ con gọi bằng ba. Rồi vợ tao mày kêu bằng cái gì? Dạ tất nhiên là bằng má. Đúng rồi. Tới chào má đi. Hả? Ba ơi không được đâu ba. Tại sao không được? Con quen với Mai trước mà. Ba, hồi xưa tụi con kết nghĩa anh em với nhau giống như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó. Kêu anh em quen rồi bây giờ kêu bằng má kỳ quá à. Anh hai anh Đài tao không cần biết. Ông Cốc cần biết. Dạ. Nhưng mà hết con ở nó lấy tao á, nó cũng là automatic là má mày. Trời ơi.
Mày tới chào má đi. Ba ơi, con chưa có quen. Tới chào. Lần sau nha. Tao nói mày chào. Dạ. Má chào anh. Anh chào má. Mày chào lại. Ê, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đứng đây, chào lại cho tao nghe. Con chào má. Anh ơi, đừng kêu em bằng má. Em ơi, anh bị bắt buộc mà. Mai ơi, em biết không, hồi xưa anh dắt ba em về để làm mai cho má của em á. Ai về đâu, ổng gặp em cái ổng vớt em luôn à. Anh đã lầm giao ba cho em. Trời ơi. Tâm cái mồm mày đi. Dạ. Ê, còn cái bà đó đó, mày kêu bằng cái gì mày? Dạ, con kêu bằng bác. Đúng rồi. Hổn. Sao hổn ba? Cái bà đó là bà má vợ tao đó. Tao kêu bằng má mà mày kêu bằng bác thì tao mày lại nghe mà. Dạ. Mày già nữa hả mày? Tới cuối đầu khoanh tay chào bà ngoại đi. Trời ơi, già quá ba ơi. Dạ. Tới chào bà ngoại. Dạ, con chào bác ngoại. Thiệt là nực cười quá à. Anh kêu tôi bằng má mà anh có coi tôi là má của anh không? Hả? Anh kêu anh kêu con Mai nè, cô vợ của anh mà anh có coi nó là vợ hay không? Hả? Riết rõ cái nhà này tôi chán quá, hết muốn sống nữa. À, ông bà thường nói đó là giữ người ở lại, trai giữ người đi. Nhưng mà nếu má đã chán thì con chiều, con sẽ gọi lên sở di trú nó trục xuất má về Việt Nam, trở về ngày cũ. Đừng anh ơi em xin anh, cô trục xuất trục mình má thôi em, chưa chán đừng trục em nữa. Trời ơi Mai, mày nói cái gì vậy? Không phải đâu, má hiểu lầm ý con rồi. Má ơi, có hai má con nếu đi về một người thôi má về trước đi. Con bên đây con cài con gửi tiền về cho má, chứ điên lượt hai đứa về bán trà đá tiếp á má. Điện đi. Ờ, ba, có điện thoại, có điện thoại. Dạ. Có điện thoại. Ê quên, em phải bắt anh. Quên, liếc qua mà quên. Alo, cái Mai, à quên. Lô. Trường hả? À, phải không? Sao? Cậu tính mở nhà hàng á? Sao không gọi tôi đi truyền kinh nghiệm chứ? Ừ có. Mở 4 cái mà có cái mẹ nào thành công đâu. À, được rồi, qua liền. À, nhậu à, ok. Không, đâu có kẹt cơm, đâu có cơm. Nhà này nấu cho cô hồn ăn chứ ai ăn. À, rồi, qua liền. Mai. Dạ. Tôi qua nhà Tường tí xíu đi về. Tường nào vậy? Không phải chuyện của cô, rách việc. Đúng rồi, đâu phải chuyện của cô, mắc mớ gì xí vô. Má, má gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu hả? Để tao đi, tao coi coi nó đi chưa? Thôi, má đừng chạy. Mày làm cái gì vậy? Mày buông ra để tao coi nó đi chưa? Con sợ má đi theo quanh lén ảnh. Đánh lén cái gì? Tao coi nó đi chưa? Đang mà tao chửi đó chứ anh chi đánh cái gì? Sao nãy ở đây không chửi người ta mà đợi người ta đi mới chửi? Trời ơi, không chửi mà nó còn đòi trục xuất cái mày không nghe sao? Con dễ gì đâu, đúng là thời đại khủng bố mà. Dạ thưa ngoại. Ngoại của nội mày, ngoại. Bác à, ba con đi rồi, theo con kêu bằng bác nha. Ba con ổng nói vậy thôi, chứ ông không có quyền trục xuất bác với em Mai về Việt Nam đâu. Ủa, anh ơi, nói về em với má không có cần phải về Việt Nam lại đâu hả anh? Em yên tâm tại đi. Tại vì em không có muốn về bển đâu, em không muốn má em sống lại ngày trước mà lúc đâu anh. Tin anh đi, không có gì đâu mà, dạ. Ba nó ổng hù á. Dạ. Trang à, cháu nghĩ coi. Dạ. Từ ngày ba của cháu á, đưa bác với con Mai qua đây, nhốt luôn ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài đường. Mai nó tội nghiệp cho nó còn trẻ, còn bác già cả rồi không nói làm gì. Qua 5-6 năm trời bên Mỹ, tiếng Anh gì cũng có đi học, bằng lái xe cũng không được học nữa. Đi qua Mỹ mà như là như câm như điếc, như là ở tù. Bác buồn quá. Má, anh Trang biết không, tại hồi lúc ba anh cưới em á, ba anh nói ở bên đây ba anh có tới mấy chục người làm lận. Qua đây em chỉ cần coi phim bộ với đọc tiểu thuyết thôi, không có làm gì hết á. Làm gì cực nhọc gì á, bác cũng nể hà. Tại vì bác với con Mai nó quen cực khổ rồi bên Việt Nam á. Má. Nhưng mà bác chỉ buồn là gì? Cái cách đối xử của ba cháu. Vợ chồng gì đâu mà giống như là chủ chứ lại người làm. Tối ngày cứ nạt nộ la rầy nó. Vừa lúc bác tức quá bác nói nó, Mai à mày phản kháng lại đi, muốn tới đâu thì tới. Ngặt nổi cái con Mai nè, nó hiền quá đi. Ba của cháu nói gì nó cũng cúi đầu nó nghe theo hết. Thôi mà má, má ơi má đừng có khóc nữa. Từ ngày qua đây ngày nào má cũng khóc á. Bác sĩ nói má, ba má không có được khóc nhiều đâu.
má à. Không phải con hiền đâu. Má biết mà, đánh ghen mướn con còn dám quánh mà má. Nhưng tại con nghĩ vậy nè, con nghĩ cuộc sống lúc trước của hai mẹ con mình cực khổ quá đi. Một ngày làm mười mấy tiếng mà cũng không có đủ ăn đủ mặc. Rồi lúc má lâm trọng bệnh, má ơi, nhìn má quằn quại trên giường đau đớn, con chỉ muốn có một chút tiền để con mua thuốc, dù đó chỉ là những viên thuốc cảm nhỏ nhoi để cứu cứu mẹ mình đỡ đau đớn nhất. Mà con cũng không làm được, con chỉ biết bất lực nhìn lên ông trời. Con nói ông trời ơi, ông cứ trút hết tất cả những bệnh tình của mẹ con lên trên người tôi đi, để tôi một phần nào gánh vác nỗi đau thể xác. Nhưng mà ông trời đâu có nghe, cũng đâu có thấy à má. Lúc đó má con mình lâm vào bước đường cùng. Má ơi, rồi ảnh cũng về nước, ảnh gặp con, rồi ảnh cho con tiền để chữa bệnh cho má, rồi đem cả hai má con mình qua đây. Má ơi, con như người từ trên trời rơi xuống, đi có bao giờ con dám nghĩ đến chuyện này đâu hả má. Má đừng nói là ảnh nặng nhẹ con hay là chửi mắng con, thậm chí ảnh có hành hạ con, con không có buồn đâu. Má ơi, má cứ để cho con chăm sóc cho ảnh. Má đừng có ngăn cản, cũng đừng la rầy, đừng lên tiếng. Má hãy để cho con gái của má trả lại cái tình, cái ơn, cái nghĩa mà người ta mang mình qua đây nha má. Má còn nhớ con Xuân, con của dì Sáu bên cạnh nhà mình đúng má. Có lần lấy chồng Đài Loan, nó cũng đi biền biệt bao nhiêu năm trời, sau này mới biết là người ta bán nó vô một cái động điếm, và nó phải làm vợ cho ba bốn cha con trong một gia đình. Mình nhớ. Má ơi, rồi sau vài năm dì Sáu nhớ con quá, rồi cũng gặp lại con, chưa mừng vui thì nó lăn ra nó chết. Người ta nói bên đó nó bị hành hạ, bị đánh đập. Mà nếu mà so với nó, con cũng may mắn hơn nhiều. Má cứ lấy con làm an ủi để mà sống. Má đừng khóc. Má khóc hoài làm sao con chịu nổi hả má? Thôi Mai à, cũng may là lúc trước em không chọn con đường lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đó, chứ nếu không thì một đi không bao giờ trở lại. Em nín đi, đừng có khóc nữa. Dạ thưa bác. Em Mai. Dạ. Trước tình cảnh này thì con không thể nào giấu được nữa. Con xin nói thật về con người ba của con. Thưa bác, bác nhìn mặt ba con ngầu lắm phải không bác? Vô con chứ ngầu cái gì. Bác à, bác nhìn cái mặt của ba con á giống Saddam Hussein thiệt á. Nhưng mà ổng hiền lắm bác. Ngày xưa ổng thương má của con dữ lắm. Suốt bao năm trời chung sống với má con, ổng lo lắng chăm sóc cho má con đủ thứ hết á. Ổng chiều chuộng má con đủ điều hết. Ổng chiều chuộng má con đến nỗi mà ra đường ai cũng nói ổng là thằng đàn ông sợ vợ. Vậy mà ổng cũng chấp nhận nữa bác. Nhưng cuối cùng thì má con cũng bỏ ổng mà đi, để lại ổng một mình cảnh gà trống nuôi con. Bác biết không, kể từ đó đó ba con thay đổi hẳn tính nết. Ổng thề với lòng, nếu như ổng cưới vợ một lần nữa, ổng sẽ dùng chế độ độc tài để mà cai trị. Trời ơi, tự nhiên ai ăn ốc có bắt tôi đổ vỏ rồi trời. Tự nhiên cái vợ nhất được cưng, cái vợ nhì bị đì à. Trang, Trang à, cháu nói sao mà bác nghe bác không hiểu, giờ đâu nói rõ ra bác nghe coi. Dạ thưa bác, tất cả những việc làm từ trước tới nay của ba con đối với Mai là do ông đóng kịch đó bác. Đóng kịch? Là giả bộ hả anh? Đúng. Những việc giống như là không cho Mai đi học tiếng Anh. Đúng rồi. Không cho Mai tiếp xúc với người lạ. Dạ đúng rồi. Thậm chí cả chuyện không cho Mai thi quốc tịch. Tất cả là gì? Là vì ba con sợ mất Mai. Dạ. Ông biết mình yếu thế vì cảnh chồng già vợ trẻ. Cho nên bên ngoài ông hung tợn như vậy đó. Nhưng mà trong lòng của ông không lúc nào yên hết. Thưa bác,
ba con đáng thương hơn là đáng trách phải không bác? Thôi con nhớ rồi bác ơi. Hả? Con nhớ có nhiều đêm con đang ngủ gì đó, cái tự nhiên con mở mắt con nhìn vậy, trước mắt con một đống đen bị lớn, hai con mắt nó thụt vô tuốt trong vậy nè. Cái xong mới con tưởng ma, con la con nói trời ơi ma, ma, cứu. Cái ý, con nhìn lại không phải ma. Ai vậy? Chồng con. Làm gì mày? Ai biết tự nhiên ông ngủ nhìn con hoài vậy, ông nhìn vậy nè. Xong cái con nói sao anh không ngủ đi anh. Cái ông nhìn ông mới thở dài. Anh ngủ không được mà không thấy mắt chả đâu trơn. Sao vậy? Con mắt nó đen thui rồi đâu có thấy. Cái con chết nó... cha. Ba con về. Ba con về. Thì ra có tâm ba, sự. Ba sao ba về sớm vậy ba? Cha, lại đâu ạ? Dạ. Tại sao mà ba à? Bao nhiêu năm nay ba gồng mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay thả lỏng cho nó khỏe nha. Con muốn mọi người trong nhà hiểu rõ về ba hơn nên con đã nói tất cả sự thật về ba rồi. Cha. Dạ. Bà cảm ơn con. Trời ơi. Bà hối hồn hết cha. Ba biết. Ba biết rồi. Sẽ có một ngày nào đó ba phải nói thật cho Mai hiểu. Bây giờ con nói nào. Cảm ơn con. Mai. Dạ. Không không. Em đừng dùng thái độ sợ hãi như vậy. Mai à. Dạ. Vợ chồng mà em cứ bình thường nhé. Em bị quen anh ơi. Bây giờ anh làm lại lần nữa. Anh kêu tên em. Em làm cái đúng ý anh không? Mai à. Anh gọi em hả? Thằng Trang nó đã nói cho em hiểu hết rồi. Yes. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Trời ơi. Trời ơi xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Là xin lỗi tình yêu đó má ơi. Má ơi má xin lỗi tình yêu rồi kìa. Em hiểu lòng anh rồi. Em tội nghiệp anh quá đi. Em nói anh nghe, không phải em muốn đi ra ngoài em giao du hay là em học hành là để em muốn bỏ anh, không có. Em muốn phụ anh một tay. Em muốn được học, em muốn có công việc làm. Ai biết nhiều khi con người ta đang sân sẩn gì tự nhiên té cái sụi mẹ nửa bên rồi. Có cái gì kỳ cổ chán không? Không không ý, con thật lòng lắm, có sao con nói vậy thôi. Rồi lúc đó ổng sụi rồi con có thể có nghề khác con nuôi ảnh chứ mình đâu có ỷ vào một người đúng không? Anh cứ yên tâm mà sống bên em đi. Em thề với anh, em nói thiệt, chừng nào anh chết em mới lấy thằng khác. Ôi trời ơi, có cái gì kỳ quá à. Có sao con nói vậy à. Rồi, đây nè nghe má nói. Bữa nay nhà mình như vậy là thông cảm, đã hiểu rõ nhau hết rồi. Ngồi xuống ăn bữa cơm cho thiệt vui thôi. Đúng rồi, đúng rồi bác. Ê mà thôi, cái này ăn không được. Dẹp hết đi để má xuống dưới nấu cái khác cho nó ăn. Không không không, má để đó con ăn, để con ăn. Anh bệnh má. Con bậy. Con bệnh ăn mấy cái này không có được, để má nấu cái khác. Không, con nói má để đó con ăn. Thôi mà. Bác à. Cái gì vậy? Con đã nói rồi, ba của con ăn được. Ổng đóng kịch mà. À hai. Ba. Thú thật với ba nha, con muốn cưới vợ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhìn cái gương của ba sao con sợ quá. Vậy thì bây giờ con hỏi ba nè, theo kinh nghiệm của ba ha, thì trừng trị vợ và sợ vợ, phương pháp nào sẽ mang lại hạnh phúc gia đình cho mình? Mày là con tao mà lâu lâu mày hỏi những cái câu ngu quá. Trừng trị vợ hay là sợ vợ đều không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là không phải do phía đàn ông mang lại, mà hạnh phúc gia đình là do phía phụ nữ mang lại. Trời ơi, hạnh phúc gia đình là do phụ nữ mang lại kìa má ơi. Giá trị phụ nữ được nâng cao rồi đó má. Thôi anh ơi, anh thấy thương quá anh ơi. Không lẽ giờ mà hôn anh miếng chứ trời ơi. Cho miếng nha. Đó, đừng có mắc cỡ nha. À, gì vậy? Ra vậy. Trời ơi, râu mà làm như cung tên đâm đau gần chết à. Trời ơi, cái này người ta kêu là cái rễ răng. Ghê quá trời ơi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Vui quá, hôm nay là sinh nhật của công tần tôn nữ Mộng Quỳnh Thi. Happy birthday to Thi. Sinh nhật vui vẻ. Và Huỳnh Thi xin cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện ghê chứ ạ. Cái gì vậy Thi? Chuyện trời ơi, giờ này còn cầm cái phone của bác nữa. Lại chờ đợi nữa hả? Chị, em có chờ ai mô. Em có waiting for ai đó chị. Trời ơi, thấy rõ ràng
thấy là biết liền. Waiting for chàng trai năm mấy chứ gì? Có chị. À, anh tặng em cái phone trước khi anh ra đi, để em gọi anh cho đỡ nhớ nhung. Mà có về đâu, mấy năm biển biệt rồi không thấy về. Trời đất ơi, anh chia cho khổ vậy hả? Chờ anh chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Chờ đi, chờ tới lúc á tóc bạc, da nhăn, răng rụn hết, đi lộn khộn như một bà già. Chị ơi, chị đang nói về chị đó. Ừ. Ê, không, gỗm quá. Tao nói mày á, em rắn. Chị, em nói chị nghe nè, sinh nhật của em không biết là chị chúc em hay chị chửi em rồi đó. Chúc trước chửi sao? Răng rửa. Chờ một người xứng đáng thì chờ, chờ cái đứa phản bội chờ cho uổng công. Chị ơi, chị đừng nói rửa. Chị ơi, anh có phản bội em mô, anh đi xa, em đợi anh thôi. Mà thời gian có cái chi đâu ạ. Chị chỉ có năm ni, năm tê, năm tề, năm tệ, còn năm năm chị mấy ha. Rồi thì anh sẽ gọi điện thoại về cho em. Chị đừng nói rửa. Trời ơi, I can't believe it, I can't believe it. Yes. Yeah. Đúng rồi, chờ đợi như vậy á, con thiên nga vậy nè, cũng trở thành con vịt. Chị giống con vịt đó, chị là con vịt đó. Giống y chang luôn. Dạ, người ta nói giống y chang kia. Dạ, em thì y như con vịt. Con vịt trời. Dạ. Nhà này có bốn chị em thôi à. Dạ. Một con ngựa đau, cả tàu chia nhau cỏ. Chị ơi, em nghe là có cái gì sai sai à. Sai gì? Chị nói chị là con ngựa. Đúng rồi, tao là... Tao nói tao rất ngựa nhưng mà tao không phải con ngựa. Em biết rồi, em biết chị rất ngựa rồi. Ừ. Nhưng mà tại răng mà chị ăn hết cỏ của em. Chứ sao? Mày đau, tao còn ba đứa tụi tao phải chia nhau cỏ ăn cho để thúi hết sao? Trời ơi, trời ơi, nghe đoạn hậu dự rửa hè. Bà Thi, răng. Tụi tôi quan tâm cho bà sao bà Thi? Chị, gì? Tên em nhẹ như một bài thơ mà chị nói bà Thi. Ghê quá chị ơi. Chị nói lại đi. Em, Huỳnh Thi. Quỳnh Thi. Dạ. I love you. I love you too, Marie. Ủa, sao biết tao tên Marie hay vậy? Chị đổi tên miệng mà. Dễ thương quá à. Dạ, chị phải thương em, chị phải quan tâm về em. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan tâm của chị đó làm xúc phạm em lắm. Xúc phạm gì? Anh bố có phản bội chị ơi. Anh mà phản bội thì trời ơi, cái đời này nó khốn nạn làm chi. Cái gì? Mày mới chửi ai khốn nạn vậy? Không có, em nói em khốn nạn, em đâu có nói chị trời khốn nạn đâu. Rõ ràng mới nói sao chị khốn nạn rửa hi. Trời ơi, cái đâu có chuyện gì vậy? Tao nghe mày nói vậy rõ ràng. Em đâu có nói rửa đâu chị tao ơi. Tao quýnh mày cho không được. Không có chị ơi. Gì đây? Hả? Lại đánh nhau đó à? Không có. Cái bỏ ơi. Tao đợi mày ra. Mày xử con nhỏ đây nè. Bây giờ mà cầm con phone cùi bắp để chờ đợi đó mày thấy không? Em để kia rồi. Thôi, nay birthday bà, tha cho bà một lần đi. Đây. Happy birthday chị Thi. Huỳnh Thi, cảm ơn chị nữa. Đây, chú Bình kỷ niệm nào. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan nó trước bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào. Trời ơi, nhăn quá. Như ngày nào. Em chị nói em nghe nè, chị nói em nghe, em delete dùm chị please em ơi. Cần không? Delete dùm chị đi em. Tôi sẽ phải giữ nguyên cái tấm hình này để làm gì? Làm bằng chứng cho 5 năm chờ đợi là một sự sai lầm. Bà nhìn đi, mặt bà trong này nhăn như quả táo tàu. Chị nói em nghe nè, chị có cái app này nè, táo tàu thanh táo tươi liền em. Thôi đồ bắp lấy app đâu mà vô. Rửa à? Bà Thi, bà lụy tình quá. Chị. Tôi nói cho bà nghe này. Giờ này á, chắc là cái thằng cha kia đó, chắc là một đai hai đùm rồi. Em ơi. Trời ơi, nhà mình phụ nữ phòng khuế chiếc bỏng không em nói chi ngang mang chân ụt dột dự rửa he. Sao? Em nói chi măng đàn ông hai đùm chi mà ghê chi rửa. Hai đùm. Trời ơi, mày nghe cái gì vậy? Thôi cái đó. Một đai, đai tiếng Mỹ là chết. Ờ. Hai đùm là vợ con đùm đề bà. Ờ, chứ bà nghe hai đùm gì? À. Rửa à? Rửa à mà dịch tiếng Mỹ có nghĩa là rìu lý đó. Trời ơi, rửa mà làm em nghĩ vận vớ không chị ơi? Làm mà cái đầu óc. Con đi nè, hẳn nói chuyện mà em nghĩ đen tối. Mày mới nói chuyện đàng hoàng. Đừng sao nói rồi, nó tâm tối lắm đó. Hai bà già. Tội ghê. Cẩm nghe,
không nổi bà già nghe. Tao giết mày bây giờ á. Hai bà không còn trẻ. Trời ơi, con mày xúc phạm tới tao. Không được nói cho như rửa nghe. Xin mệt quá, hai bà điên. Điên. Đấy, điên đấy. Là điên đấy. Tao không có điên. Cái con này nó mới điên nè. Bây giờ cầm phone của bắp đợi mày nghĩ coi nó điên hay không. Bà Thi à. Dạ. Yeah. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này á, thà là ta phụ giai chứ không bao giờ để giai phụ ta. Đúng. Thấy chưa? Như sữa thì đâu có gì là interesting đâu. Em ơi, cuộc đời sometimes mình phải để giai phụ ta để mình biết thực tình là chi. Bởi vì khi thực tình như sữa, em biết không, tất cả những nhà soạn nhạc có những bài nhạc hay bởi vì họ bị tương tư. Những nhà thi sĩ có những án thơ hay là vì họ tình phụ. Còn những nhà văn mà viết truyện ma, rợn người, tại vì họ sợ ma. Hả? Vậy là chú Nguyễn Hồng Hà sợ ma à? Sợ ma thì chị không biết, nhưng sợ vợ thì có đó. À. Thôi bà ơi, bà đang thi thơ ở đây á, cái thằng cha kia chắc là ôm 1 tỷ con rồi ấy. Never, em đừng nói rứa. Never. Tao nói mày nghe. Cái gì? Nói lén ra thôi nha. Tao nghi cái thằng đó bây giờ qua Thái Lan rồi. Qua Thái Lan làm gì? Chuyển giới. Úi dồi. Mày biết sao không? Đàn ông bây giờ hay qua Thái Lan chuyển giới lắm. Đang thằng anh Dũng. Đang anh Dũng phải không? Thành cô Diễm. Cách có bằng đi. Tao vô đây á. Ôi. Em sợ hai chị quá à. Cuộc đời này phải cân bằng chứ. Phải có trắng, phải có đen, phải có sáng, phải có tối, phải có ấm, phải có dương. Phụ nữ là phải cần phụ nam. Không. Phụ nữ là phải cần đi khám phụ khoa nữa. Không, chỉ cần phụ tùng. Trời ơi, mẹ chị ơi, trời ơi. Em nói chị nghe, đàn ông như là bóng tùng quân vậy đó. Kiếp sau em vật đàn bà. Chàng ơi, em dựa vào chàng nữa nghe. Tính cho bà tỉnh ra này. Đi rửa. Không, bà đứng thẳng lên cho tôi, bà có xương sống không mày? Chị có xương sống như dựa vào trai hẳn sướng lắm em. Trời ơi. Bà đó nha. Trời sinh ra đàn ông á, là người ta phải cần mình. Đúng chưa? Bây giờ em hỏi chị nhá, đúng không? Chị Hoa này, bây giờ nhá, nếu như trên thế giới này không có những bông hoa đẹp như chúng ta, đàn ông mà không có chị em phụ nữ thì thế giới này nó sẽ như thế nào? Đúng không? Đúng. Chuẩn chưa? Hay quá, nhưng mà tao ngược lại. Cái gì á? Tao không có đàn ông, tao chịu không nổi. Nói nghe, nói là nói vậy thôi, nhưng mà cỡ em vậy nè, em ra đường á, thiếu gì trai theo. Thiệt nha, 18 tuổi cũng bà đó. Bà đừng có điêu, 18 theo bà làm gì? Dẫn tôi đi ăn bô bà. 22 tuổi, nó dẫn tôi đi movie. 55 tuổi, nó dẫn tôi đi shopping. 82 tuổi... Nó đưa bà ra nghỉ địa ấy. Nó đưa tôi đi lãnh tiền già. Bà điêu, 82 tuổi, mắt mờ chân chậm, mà đạp ga thế nào rồi bà đưa bà đi lãnh tiền già. Tụi tao đi xe bus. Ôi, tao kinh rồi. Trời ơi, mẹ chị ơi, đàn ông họ bần rồn lắm. Họ không có làm mấy cái chuyện mà đi trà sữa hay đi shopping đâu. Bần gì? Bần lắm, bởi vì họ còn ngang dọc sơn hà, thương tràng cùng với chiến tràng sông pha. Trời ơi, con lạy mẹ rồi. Đang ơi, đó. Giờ này còn chiến tràng với cả chiến trận. Này, giờ này á, tôi nói cho bà Thi nghe, bà Thi, bà đừng có mơ mộng nữa. Đàn ông á chỉ muốn chiếm nàng thôi. Đúng không? À, đàn ông này nhá, đây nhá, em chứng minh cho chị thấy, chỉ mê sắc. Đúng. Mê tài. Đúng. Đây, bây giờ em đổ một câu nhá. Ừ. Đàn ông mà không có dụng tim xuống em làm con chị. Câu gì? Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa nên duyên tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm. Bà bị điên à? Tôi đã hát dụ trai, tôi hát dụ bà rồi, bà khóc. Bà mũi lòng quá. Bà duyên. Nhưng mà thôi, nói nghe, bây giờ trên thế giới này ai có con nhờ con, có của nhờ của. Chị em phụ nữ chúng ta độc thân, có tài gì chơi tài đó. Chị nói em nghe nè, chị thì làm thơ, em thì hát hay. Đúng. Có mũ áo sánh đây nè, không có tài chi hết đó. No talented.
Nói xấu gì tao vậy? Tao có cái tiền không? Tiền là gì? Tao là tiền ý, tức là tài đó. Tài á? Sao không? Tài là gì? Trời đất ơi, trong tứ tuyệt mỹ nhân, cầm kỳ thi họa, tao là đại tỷ nè, tao chọn cái cuối cùng. Họa. Dẻ. Hoa. Có bao giờ thấy chị Hoa vẽ đâu nhỉ? Có, chị có thấy, 3 tuần trước, chị Hoa một bức tranh. Con chim mà nhìn như con cú. Cái gì? Con gì? Con cú. Trời ơi má ơi. Em đầu buồn tới giờ nói tung hoe nó mệt quá. Trời, chị thường nói có em mệt quá. Em nói lộ em bảo là con chim nó thành con cú. Tại sao mà bà vẽ con chim thành con cú? Tao nói mày nghe, tao vẽ, tao nói tiếng Nam là tao vẽ, tao không có vẽ chim chóc. Bà vẽ cái gì? Tao vẽ đàn ông. Đàn ông mà tới với tao, tao bắt cà thẻ. Rửa là vẽ cho ra bạc ra tiền, nhưng mà hạnh phúc thành tiên mấy hồi. Ôi, cái bà này bà lây thơ bà rồi à? Ôi, bây giờ không phải vấn đề của chị em mình nữa mà bây giờ phải nói cho bà này tỉnh ra. Chứ bà này lụy tình quá rồi. Nói cho nó tỉnh đi. Tỉnh ra đi. Chuyện gì vậy? Nói gì? Ta nói về. Chuyện gì nữa vậy? Về. Con mới về hả con? Má đánh ai bất tỉnh hả? Hả? Không có. Nhà này không ai bất tỉnh, còn má là bất thương thôi. Không, má đợi con về á, con xử con này nè. Giờ này cái phone của bác nó còn cầm trong tay kìa con. Xử để trên bàn rồi. Chờ nữa hả? Chị Thi, xử nó đi con. Chúc mừng sinh nhật chị. Ủa? Cái hoa đâu rồi? Em ơi, trời ơi. Gì mà? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc. Ok. Đó, chúc em tìm hạnh phúc đó, cảm ơn em nhiều lắm. Nín. Cả nhà nghe đứa nhỏ tuổi nhất nói nè. Đàn ông. Chị là phụ nữ, chị là mộng Huỳnh Thi, chị không phải Huỳnh Thi em ơi. Em biết rồi, em không có nói chị. Đàn ông là cái gì? Không là cái gì hết. Nothing nữa. Man and nothing. Còn chị em ta làm gái. Hả? Đó là làm gái. Con, má còn làm được không? Chị làm đâu mà làm được nữa. Sao không được? Em giúp. Hai bà đều không làm được, ra rồi. Tôi giúp bỏ nè. Trời ơi, mấy má ơi, nghe tôi nói nè. Ý tôi nói là còn chị em chúng ta phận làm gái là phải điều khiển đó. Được đàn ông thấy gì không? Kiki ở tên chó. Trời ơi, nó tên Kỳ Kỳ. Chó gì chứ? Chào chị quên. Đúng, Kỳ Kỳ, 22 tuổi đời, 6 năm chia bài, đạt danh hiệu người chia bài giỏi nhất casino chân gà. Cái đó là chuyện nhỏ thôi. Ngoài ra Kỳ còn có nhan sắc, một thân hình bốc lửa, tuổi trẻ và cả một tương lai bừng sáng. Làm sao đấy? Chị là má không còn gì hết con ơi. Đúng rồi, sao mà còn được. Ai mà muốn nhào vô em á là phải cao hơn em một cái đầu. Thông minh. Đúng. Có tiền. Chuẩn. Đẹp dai. Chị thích đẹp dai đấy. Ôi, đẹp. Nhưng dai. Mà con còn nhỏ, con đòi hỏi gì được? Cỡ má đòi hỏi nó đục vô mặt má sao? Ai đục vô mặt bà? Đúng rồi. Làm như thế là rất là ác. Người ta sẽ không bao giờ đục vô mặt chị cả. Vì đánh người không bao giờ đánh vào mặt và đánh vào đầu. Đúng. Hỏng rồi. Thần kinh. Đúng rồi. Nó chỉ làm như thế này thôi. Sao thế? Vạt. Ôm siết lấy chị. Không, nó trói bà vào ấy. Kiểu mới hả? Nó bịt mắt chị lại. Lãng mạn. Nhét rẻ vào mồm chị ấy. Trời ơi, 50 set upgrade à. Xong rồi nó bế chị lên. Nó bưng chị, bỏ chị vào một cái lồng. Trời, tuyệt vời quá. Nó bò cái lồng đó lên một cái bè. Nó đẩy cái bè đó ra biển. Thế là sóng biển dập dần. Chị trôi đi. Chìm luôn, mất xác. Thôi. Sữa là nó thủy tản chị rồi chị ơi. Vậy là chị chết hả? Chứ có gì nữa. Thôi đừng có chọc má em nữa. Không phải là chọc mà là tại vì trong cái nhà này, nếu mà nói về tự tin á, là chỉ có mình cưng là tự tin được thôi.
phụ nữ của chúng ta dù bất cứ tuổi nào đi nữa mình cũng phải có power. Sai hả? Thật rồi. Power. Yes, power. Đấy, phải quên đó kìa. Thành ra theo như bài Blackjack á thì lật ngửa bài lên. À. Chị Thi. Dạ. 16. Trời ơi, 16 trăng tròn em, chị trẻ dữ rửa sao em? Bà điên à? 16 tức là chả có điểm gì hết ý. Là răng. No no no. 16 nút. Hả? Đấy, bà nghe chưa? 16 nút thôi. Chị trung bình. Chị đây. Còn chị. Ừ. Chị hát hay. Đúng rồi. Chị 18 nút. Không. Chị phải 20 ý. 20 là em. Không ạ. Tao nghe là tao phải 20 ý. 20, ok, cho chị 20 luôn. Em 21. Con điên. Con má con mấy nút con? What? Thôi thôi. Vậy là má chết lần nữa hả? Ngoắc, ngoắc tức là không có điểm gì đó, là bà trên 21 là bà đi luôn á. Bà thua trắng tay đó bà. Thôi, dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút hết. Thành ra là con ở trong sòng bài á, con quen nhiều. Con có cần chờ đợi không? Đúng rồi. Ừ. Dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút. Ừ. Thành ra mình không thể nào là người chờ đợi được. Mà đàn ông phải là người chờ đợi chúng ta mới đúng. Ừ. Chưa, chưa. Nếu mà có chờ, chờ chút xíu thôi. Ừ. Em hả, mà bắt em đợi quá 5 phút hả, là em bỏ liền. Get out of my life. Ừ, chuẩn. Đằng này hả, không những 5 phút, 5 giờ, 5 ngày, 5 tháng, mà tới 5 năm. Oh my gosh. I can't believe it. Mày lây bà. Ôi cặc em ơi. Nhưng mà cặc em ơi, cặc chị ơi. Gì? Nhưng mà phụ nữ Việt Nam của chúng ta có truyền thống chờ đợi. Cặc em có biết cái bài Hòn Vòng Phú không? Biết, biết chứ. Người vòng phú trong lúc gió mưa. Ôm con chờ chồng hỏa đã. Bé con đã ngoài công để đứng chờ. Cuộc chi là chi? Mẹ ơi, người ta có con để mà bế. Còn mẹ thì có cái gì bế? Dù sao đi chăng nữa thì em nghĩ là thôi, chắc thì chị cũng mãi mãi trở thành một hòn vọng phu còn trinh mà thôi. Hòn chi cũng được, và em phải chờ thôi. Ôi, theo ý kiến của Kỳ, muốn quên người cũ là phải có người mới. Đúng rồi. Ê, con giới thiệu cho nó đi con. À, lên đi. Em có một ông này đang theo em. Dạ. Mà em chưa có chịu. Rất hiền. Được. Mặt đó. Mày sáng sủa. Ok đã. Lương căn bản. Hát rất hay. Ờ em thích đó. Nhưng mà chỉ tội thấp hơn em cái đầu. Bằng kiêu. Nếu mà kiêu là kiêu không thích chị mô. Sao lại không thích? Không, không phải bằng kiêu. Ai? Em bằng kiêu. Bằng phẳng à? Tào lao quá. Nè, nhỏ này giới thiệu tào lao, chị giới thiệu người này được lắm nha. Chị mà cũng có người thương chị nè. Chứ sao chị nhường cho em đó. Rửa à? Người to cao. Được. Cái mặt như cái bánh bao. Không biết nói xạo. Rửa à? Ưu điểm, ưu điểm, ưu điểm là không bao giờ biết bỏ tiền ra bao ai hết. Biết rồi. Em biết luôn. Người này tên là Chí. Ông này ông nói tài lắm á. Chí tài. Em chiều mô. Trời, em lấy người đó về để em trả tiền suốt đời em rắn thôi, không được đâu. Em chiều mô. Sếp cũng chiều em, chiều ai hết á. Mệt quá đi. Em thôi chị, có ai chị giới thiệu cho chị Thi đi. Ôi. Mày giới thiệu đi. Điền à? Này, trên đời nha, các cụ dạy rồi. Trên đời có bốn cái ngu. Làm mai, gác nợ. À, lánh nợ, gác cu, cầm dầu. Rửa mà nó cũng mà bây giờ đợi. Mình đi làm mai đấy, lúc mà chúng nó hạnh phúc sung sướng thì chúng nó gọi tên nhau, mà lúc mà chúng nó cãi nhau thì chúng nó đem tên mình ra chúng nó chửi. Em đâu có ngủ. Trời ơi, không vậy để thôi đọc. Chị có gì chị khuyên cho chị Thi đi. Khuyên á? Ừ. Khuyên gì giờ? Chị có lời khuyên gì đi. Đời chị cũng có ra gì đâu mà khuyên nhỉ. À, em biết rồi, em có lời khuyên thế này cho chị Thi nè. Chị Thi à, ngày hôm nay là ngày sinh nhật chị. Em xin trân trọng gửi cho chị một lời khuyên như sau. Nếu mà chị phải sống với một người đàn ông không ra gì thì chi bằng chị ôm gối một mình ngủ sướng hơn. Yes. Hay quá. Dạo. Yes.
các bạn ơi, giờ là các bạn không biết tình yêu là chi rồi. Chị Hoa. Gì? Chị có bao chứ mà có một người đàn ông không ruột thịt chi hết mà chị bị bình á, nấu chảo đút cho chị ăn, chị có chưa? Mặt đơ ra thế là chắc không có rồi. Em cầm ơi, có khi nào có một người đàn ông cao quỳ dưới chân em để bóp chân cho em, sau đó cọc em lên vai đi hết một con dốc đồi cao chót vót, em có chưa? Rồi mặt vậy là không có luôn. Còn Kỳ ơi, em có bao giờ có một người đàn ông đứng trước cổng trường đợi mưa dưới mưa để chờ đợi em chưa? Nó gái rồi, không có đâu. Có nghĩa là răng, có nghĩa là chưa ai biết yêu hết. Còn em hạnh phúc lắm. Em yêu và em được yêu chị ơi. Ôi bà điên rồi. Điên quá, để cho nó đứng đó đi. Mệt quá. Nói ngoài không nghe. Trời ơi, Cali hạn hán, có mưa đâu mà biết. Trời ơi, ví dụ như tôi cũng có bị sốt đi nữa. Có điện thoại. Phân Cùi bắp, cùi bắp của chị ra kìa. Con này. Chết ra, của chị. Cho nó bắt đi. Khoan, cho nó bắt đi. Mình chờ được 5 năm thì đợi 5 giây có sao đâu. Không được, đúng rồi, đúng không chị? Không, đúng đâu là đừng cho chị em ơi, trời ơi, chị chờ 5 năm đây em ơi. Tắt rồi. Tắt rồi. Hello. Hello. Tắt rồi. Cái con nhỏ này. Mày bảo chờ. Các bạn cũng biết mà chờ cái điện thoại này bao nhiêu năm đấy rồi không? Mình không giảm đổi điện thoại. Trong cái điện thoại này chỉ có một số phone của anh ấy. Mình không dám đổi nhà, sợ anh ấy lạc lối. Nhiều đêm mình mơ nghe tiếng chân anh ấy, hoặc một tiếng phone reng. Thì tại sao không cho mình bắt? Tại sao các bạn không cho mình bắt phone? Có voicemail. Nghe đi, voicemail. Khoan, nghe đi chị, nghe đi. Ngồi xuyên. Nghe đi chị nghe đi. Cháu Thi, bác là ba của Việt đây. Bác xin lỗi vì hôm nay mới gọi cho cháu. Bác nói chuyện này có lẽ cháu chưa biết. Cách đây 5 năm, đúng vào ngày sinh nhật của cháu, trên đường đi gặp cháu, Việt nó bị tai nạn, hôn mê, cho tới tận bây giờ mới tỉnh. Người đầu tiên mà Việt muốn gọi là cháu. Việt nó muốn nói một lời xin lỗi và mong cháu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Về phần Việt thì cháu đừng có lo, đã có bác ở bên cạnh nó rồi. Bác cảm ơn cháu, chúc cháu bình an. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cay, đắm đuối với xác thân hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Yêu anh chỉ mình anh thế thôi. Em xin lỗi anh. Đáng lý 5 năm nay em phải ở cạnh anh để chăm sóc cho anh. Các bạn ơi, mình là phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng cần có một tình yêu bên cạnh. Nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Tôi xin phép cả nhà, tôi đi tìm tình yêu của tôi. Tôi đến với anh ấy đây. Chào các bạn. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cây, đắm đuối với giấc tháng hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Con à, mẹ đây,
Ừ, mẹ nhớ con quá nên mẹ gọi mà. Hello, anh Bằng hả? Tối nay anh chở em đi coi phim hả? Nhưng mà anh đừng có dẫn má anh theo nha. Alo, anh Chí Tài hả? Tối nay mình đi ăn sushi nha. Hả? Anh bao em hả? Trời bảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.